đó là cảnh khổ diễn ra mở màn cho mình thấy. Nhưng mà lý do tại vì lâu rồi mình không có tu. Đạo Phật ra đời hơn 2.500 năm cho tới bây giờ chưa có tu, cho nên tới khổ mình chịu. Mà mai á, mai là mình còn sống đây, mai là mình thoát qua được cái chết. Chứ cái trận năm rồi quý vị thấy chết nhiều lắm, thiêu không kịp luôn á. Rồi những người đó bây giờ ra làm sao? Những người đó bây giờ tiếp tục chịu cái khổ thứ hai của linh hồn. Linh hồn khi con người sống trên đời mà không có tu tạo ác, linh hồn bị đọa lạc khổ đau, xuống dưới cõi âm, đâu có vui sướng gì đâu. Nếu đọa địa ngục thì bị hành phạt, nào chĩa ba, nào chảo dầu, nào ôm cột đồng, nào thảy vô núi đao rừng kiếm, đủ thứ hành phạt. Còn nếu đọa vào ngạ quỷ thì chịu đói khổ biết bao nhiêu, đầu lớn, bụng lớn, cổ bằng cây kim, nuốt vật không có được, uống nước không được, đói khát khổ sở biết bao nhiêu. Còn nếu đọa vào súc sinh thì ngu dốt, ăn toàn là những cái thứ dơ bẩn, đâu có cái thứ gì được thơm ngon như con người mình hưởng thụ. Cho nên thầy nói khổ nói bao gồm rộng lắm, không phải một việc khổ đâu. Tại vì mình tưởng khổ tức là khi nào cái thân mình bệnh gì đó mới khổ, gặp tai nạn mới khổ, không phải đâu. Ít lắm. Đạo Phật nói cái khổ nhiều lắm quý vị à. Cho nên Đức Thầy nói chúng sanh sống trong cõi trần này chịu muôn ngàn điều khổ não kể chẳng xiết lận. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa anh chị hai chủ nhà trọ, kính thưa quý cô bác anh chị em, quý vị khách tham quan kính mến, thưa với quý vị, mình đã được cái ngày thứ hai trong cái chuyến đi giếng núi 4 ngày. Thì tối hôm nay tức là buổi sinh hoạt tối. Thì thưa với toàn thể quý vị, có thể nói rằng buổi sáng hôm qua khi chúng ta lên xe cho tới buổi chiều hôm nay mình mới đông đủ. Nào là nhắc nhở nhau việc cúng lại, rồi giếng điểm, rồi nghỉ ngơi. Và giờ đây thì đến cái giờ chúng ta lại chia sẻ đạo đức ít lời. Thì thưa với quý vị, thôi thì mong quý vị vui lòng thông cảm. Có lẽ cái thân mình đi núi nó cũng mệt nhọc, ai cũng vậy, vì lội dốc rồi suốt thời gian dài. Nhưng mà nếu mình nghĩ thêm một chút xíu nữa, cái mệt của thân thì có lúc nó khỏe lắm, vì có lúc nó sẽ hết mệt. Chỉ đáng sợ cái là cái mệt của tâm linh nó không có lúc hết mệt mới là cái điều đáng sợ. Mệt của tâm linh tức là cái tâm mình khởi lên những điều quấy ác, rồi làm theo những điều quấy ác đó. Chính đó là cái tâm tạo thêm ác nghiệp. Rồi Đức Thầy nói là còn tội chướng thì linh hồn phải chịu luân chuyển báo đền. Đó là cái điều đáng sợ nhất. Vì vậy cho nên giờ đây mình nhín 1-2 giờ đồng hồ, ví dụ vậy, có lẽ thân mình cũng mệt nhưng mình ráng được quý vị à. Ráng để chi? Ráng để mình hưởng được cái phước của Phật Pháp. Ráng để mình tập sống tốt. Ráng để mình tập tu, để cho cái tâm linh của mình nó bớt mệt những cái ác nghiệp, những cái quấy lội sai lầm, hành động, lời nói và ý nghĩ, những điều sai lầm ấy nó sẽ được giảm dần, giảm dần mãi. Vậy thì thôi, bữa nay đó quý cô bác lớn tuổi cũng như các em cháu mình cũng cố gắng ha. 1-2 giờ đồng hồ rồi mình sẽ nghỉ tới sáng 3 giờ mình mới thức nữa. Mình sẽ có thời gian nghỉ dài lắm, không có hẹp hòi gì. Thì thôi mình ráng mệt một lát cho cái tâm linh mình nó hưởng thụ Phật Pháp đi cho nó khỏe. Thân mình mà nếu nó khỏe hoài đó hen, mà cái tâm nó mệt hoài thì con người mình suốt đời khổ hoài. Cái thân mệt mà cái tâm nó được khỏe, hưởng thụ được cái Phật Pháp đó, thì con người mình sẽ được an vui, an vui hoài cái gì à. Cho nên Đức Thầy mới viết dạy là không tu chừng khổ cũng ưng,
Tức là khi mà mình không nghe lời dạy của Phật, của Thầy, mà mình tạo điều quấy ác đó, thì khi cái quả khổ đau nó đến với mình đó, thì mình chịu, chữ ưng là chịu. Tức là lúc đó tự mình phải chịu lấy, chứ không ai thay thế cho mình được hết á. Đó là một câu thánh huấn của Phật dạy, chứ chẳng phải là người phàm nào nói được câu đó. Vậy thì khổ không phải là một kiểu, mà nó khổ nhiều kiểu lắm. Ở thế gian nè, cái thân này nó khổ như là đau bệnh, cái cảnh này nó khổ như là nắng mưa sương gió. Ngoài ra đó, theo trong sách luận giải, nó còn cái khổ của chiến tranh, tức là giặc giả, cái khổ của đói khát và cái khổ của bệnh dịch. Trong ba cái đó là có một cái năm rồi mình đã nếm trải. Ai nghe tới cỡ bệnh dịch năm rồi cũng đều rúng mình run sợ. Người thân với nhau, anh em cha mẹ với nhau mà không dám tiếp chuyện, người này lại sợ người kia, ha? Đó là cảnh khổ diễn ra mở màn cho mình thấy. Nhưng mà lý do tại vì lâu rồi mình không có tu. Đạo Phật ra đời hơn 2.500 năm, cho tới bây giờ chưa có tu, cho nên tới khổ mình chịu. Mà mai á, mai là mình còn sống đây, mai là mình thoát qua được cái chết. Chứ cái trận năm rồi quý vị thấy chết nhiều lắm, thiêu không kịp luôn á. Rồi những người đó bây giờ ra làm sao? Những người đó bây giờ tiếp tục chịu cái khổ thứ hai của linh hồn. Linh hồn, khi con người sống trên đời mà không có tu tạo ác, linh hồn bị đọa lạc khổ đau, xuống dưới cõi âm, đâu có vui sướng gì đâu. Nếu đọa địa ngục thì bị hành phạt, nào thì chĩa ba, nào chảo dầu, nào ôm cột đồng, nào thảy vô núi đao rừng kiếm, đủ thứ hành phạt. Còn nếu đọa vào ngạ quỷ thì chịu đói khổ biết bao nhiêu, đầu lớn, bụng lớn, cổ bằng cây kim, nuốt vật không có được, uống nước không được, đói khát khổ sợ biết bao nhiêu. Còn nếu đọa vào súc sinh thì ngu dốt, ăn toàn là những cái thứ dơ bẩn, đâu có cái thứ gì được thơm ngon như con người mình hưởng thụ. Cho nên Thầy nói khổ nó bao gồm rộng lắm, không phải một việc khổ đâu. Tại vì mình tưởng khổ tức là khi nào cái thân mình bệnh gì đó mới khổ, gặp tai nạn mới khổ, không phải đâu, ít lắm. Đạo Phật nói cái khổ nhiều lắm quý vị à. Cho nên Đức Thầy nói chúng sanh sống trong cõi trần này chịu muôn ngàn điều khổ não kể chẳng xiết lận, chứ không phải một hai điều đâu. Vậy nó không tu chừng khổ cũng ưng. Mà hãy nghe lời Phật đó, tu hành gặp cảnh vui mừng tội thai. Vui mừng là sao? Vui mừng nó cũng muôn ngàn cái điều vui mừng vậy đó. Bởi vì cái đạo là do Phật khổ công tìm ra. Bỏ cung vàng điện ngọc, bỏ cha già vợ đẹp con cưng, 5 năm tầm sư học đạo, 6 năm vào trong rừng thiền ngồi một mình nên không nói một lời, khổ hạnh biết bao nhiêu, nhưng vẫn quyết tâm ngồi tìm cho bằng được cái chân lý. Ngồi chưa có đạt được tiêu chuẩn rồi phải lại gốc bồ đề ngồi nữa, ngồi cho đến khi chứng quả thành hiệu Thích Ca Mâu Ni. Đó tức là chốn rừng tầm ngồi chịu nắng sương, tìm đạo lý hiến cho trần thế. Biết bao nhiêu cái khổ nhọc của Đức Phật, phải không? Cho nên do đó mà Đức Phật tìm được cái chân lý, Đức Phật hiến cái niềm vui cho mình. Tức là đem cái chân lý dạy mình là hiến cái niềm vui cho mình đó. Mà Đức Phật hướng niềm vui cho mình là Đức Phật chịu qua 11 năm cực nhọc. Còn mình bây giờ đó, Đức Thầy dạy mình đó, tu hành gặp cảnh vui mừng tỏa thai là ở nhà, không cần phải đi đâu cực nhọc như Thái tử Siddhartha ở trơn á, không? Sáng đó mình cúng lại một thời, mình niệm Phật một lúc, rảnh mình coi một trang giảng. Ban ngày đó mình quẩn mình đi làm từ thiện. Nếu mình không có tiền, còn mình có tiền bố thí giúp đời, tất cả cái đó đều là niềm an lạc của đời mình ở mai sau. Đạo Pháp như vậy đó. Cho nên chính Đức Phật đã hy sinh cuộc đời của Ngài khổ biết bao nhiêu, bây giờ chúng ta hưởng được, thụ được cái niềm vui của chân lý đó. Hơn 2.500 năm rồi, vẫn còn lịch sử Phật giáo, chân lý Đức Phật vẫn còn nguyên đó. Thì bây giờ Đức Thầy mình tiếp tục ra đời, lại là bồi dưỡng thêm cái kiến thức, là xương minh lại cái giáo lý của Đạo Phật, là nhắc nhở giáo dục cho mình lo tu hành. Đó, Phật đài phưởng Phất mùi hương, cúi đầu đảnh lễ cậy nương Đức Màu, từ bi quay lực nhiệm sâu, độ con thoát chốn ưu sầu trần ai. Có phải là thoát mình, độ mình thoát khó khổ không? Độ mình thoát khổ đó. Rồi Nam Mô Thích Ca Như Lai, ta bà giáo chủ xin Ngài chứng minh, Đức Phật chứng minh cho con, từ nay con đã phát tâm quy y rồi,
Đức Phật độ cho con để con tu hành được như Đức Phật, để cho cuộc đời con an vui không còn khổ nữa. Giống như cha mẹ khi tạo được một căn nhà, mua được một miếng ruộng, một miếng giường, cha mẹ chịu biết bao nhiêu gian truân cực khổ, làm lụng ngày đêm vất vả mà không dám ăn, không dám xài, không dám mặc. Để chi? Để dành tiền tạo dựng tài sản để lại cho con. Rồi đến khi tuổi già cha mẹ nhắm mắt ra đi, chỉ hưởng thụ được một số bộ đồ vậy thôi chứ không có gì. Vàng bạc của cái nhà cửa ruộng giường để hết lại cho con. Tức là cha mẹ tạo dựng để lại cho con. Chứ không gì lạ chứ, thì con có cái phước hưởng thụ tài sản của cha mẹ, đó là niềm vui. Đức Phật cũng vậy. Đức Phật chịu biết bao nhiêu cái khổ lao, nhưng mà Đức Phật không bao giờ đòi hỏi mình bù đắp lại cho Đức Phật, mình cúng dường Đức Phật hay là mình kể công Đức Phật. Không cần. Không có cần cái gì hết trơn á. Mà Đức Phật cần một điều duy nhất là tu hành. Vậy thôi. Đó là điều duy nhất mà mỗi chư Phật đều ra đời phải cần cái nhiêu đó. Tu hành để chi? Để gặp cảnh vui mừng tội thai là thỏa nguyện cái lòng của Đức Phật rồi. Như vậy là đáp ơn Đức Phật được rồi. Chứ Đức Phật không có cần mình bù đắp cho Đức Phật cái gì hết. Nhưng mình đâu có hiểu được chuyện đó đâu. Mình tính mình lo danh lợi của tiền, lo làm ăn, lo cuộc sống bản thân vậy là đủ rồi. Mình đâu có nhớ đến Đức Phật cực khổ như vậy. Mình đâu có nhớ đến Đức Thầy cực khổ như vậy. Mình cũng đâu tính mình chịu khổ nữa đâu. Mình tính mình vui không à. Lấy quay lật bật cái cảnh khổ tới, khổ cái mình chịu, mình la làng, mình khóc, mình rên ha. Rồi biết bao nhiêu cái uất hận nghẹn ngào, cái khổ đau mà mình không nói không thành lời lúc đó đó, nước mắt nó chảy dài từng giọt lệ. Nếm biết bao nhiêu sự đắng cay chua chát của cõi đời. Ui da, tưởng đâu một kiếp này khổ đâu, ai ngờ vô lượng kiếp trước cũng khổ, rồi bây giờ không tu từ đây dài dài sắp tới khổ nữa, khổ chưa có thôi. Quá khứ đã khổ rồi, hiện tại chưa tu đang khổ, chưa tu thì vị lai khổ nữa. Thế là khổ mãi mãi, mà đạo Phật là niềm an vui cho mình mà chả có hưởng được gì niềm vui của đạo Phật hết. Cho nên thầy mới dạy mình là tu hành gặp cảnh vui mừng tội thai. 28 vị tổ sư bên Ấn Độ, 5 vị tổ sư của Trung Hoa, cộng trước sau là 33 vị tổ sư. Ngài không có cái gì tài sản trong cuộc đời của Ngài hết, nhưng mà có ai khổ không? Có vị nào khổ không? Không có. Còn mình có tài sản bao nhiêu là khổ bao nhiêu. Có cái điện thoại cũng mất giữ, nó sợ người ta ăn trộm. Mới mua đôi dép mới cũng mất giữ, nó sợ người ta mang nhầm mất. Phải không? Có cái chút xíu thôi mà cũng sợ khổ rồi. Thử hỏi mình kinh nghiệm cuộc đời mình phải gì không? Còn Đức Phật, các vị tổ sư đâu có gì đâu. Không có gì hết trơn á. Chỉ có cái bình bát với cái y thôi. Y là cái áo mặc, và mang cái bình bát đi khất thực, ăn vậy là xong à. Ngày nào lo ngày nấy, để cái tâm yên tĩnh tầm chân lý, lo cứu chúng sinh là xong. Ngài không có cái gì mang theo, cho nên do đó các ngài không có gì khổ trơn á. Rồi mình có cho nhiều ha, có cho thật là nhiều, có cho đầy nhà, đầy rương, đầy tủ ha. Có cuối cùng cái nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của, đem rài hầu non khổ không? Có, tạo cho đã, tạo cho đã cái bỏ. Người ta là cái người trí tuệ, ta biết nó là vật giả tạo mà ta không thèm tạo, cho nên ta không khổ. Còn mình bị vô minh cứ tạo hoài cái nhắm mắt bỏ, tạo kiếp này nhắm mắt bỏ, kiếp tới tạo nhắm mắt bỏ, kiếp tới tạo nhắm mắt bỏ. Một lần bỏ là một lần khổ, mà khổ vô cùng. Tới giờ bỏ biết bao nhiêu triệu lần, tới giờ cũng trắng tay rồi, kiếp này sắp tới đây rồi cũng trắng tay nữa chứ không gì lạ chứ. Đó là cái đạo để cho mình thấy được cái giá trị mà mình hưởng thụ cái Phật pháp gì. Bây giờ đó, kể cho cô bác mình nghe, quý vị nghe một câu chuyện này, rồi chúng ta sẽ bình luận một vài cái ý trong mấy câu giảng bài Thiên Lý Ca ha. Ở trong sách có cái chép một câu chuyện thế này. Nó có một cái anh chàng nọ, hai vợ chồng nghèo khổ lắm, nhưng mà nghèo khổ mà có cái tính gọi là chất phát thật thà, đối với mọi người sống rất là tốt. Và vợ chồng tuy nghèo khổ chứ không bao giờ trộm cắp của ai một trái ớt trái cà, sống tốt lắm. Với xóm chòm nó không có chút gì bận nhau hết trơn á, dù nghèo nhưng mà không chút gì bận nhau hết á. Trừ trường hợp khi mà không giải quyết được á thì mới đến hỏi mượn hỏi vay gì đó đặng sống qua ngày thôi, còn giải quyết được không không mượn nó đó. Cuộc sống nghèo khổ nhưng mà tánh tình rất là tốt. Nhưng có một điều đó, ông chồng á, tức là anh chàng ngày nào cũng vậy đó, ngày nào anh cũng phát nguyện, nguyện cầu với Thượng Đế. Thượng Đế làm sao nhỏ phước lành cho con, ban cho con cái niềm vui bớt khổ cuộc đời của vợ chồng con. Mà mỗi ngày nào anh cũng nguyện như vậy, mỗi ngày nào cũng nguyện như vậy. Quý vị biết nguyện như vậy đâu phải ngắn đâu, thời gian trải dài 12 năm như vậy đó, mỗi ngày đều nguyện. Ngày nào cũng phải nguyện có nguyện đó như vậy đó. 12 năm trải dài. Thì hôm nọ đó, có một vị
thiên đế đó tự nhiên ngài xuất hiện. Ngài xuất hiện thì cái lúc này anh chàng đang cầu, đang lễ thiên đế. Thì anh vừa ngóc cái đầu lên thì bậc thiên đế xuất hiện đứng trước mặt anh. Thì bậc thiên đế đó mới nói thế này nè: ta vì thương ngươi tánh tình chất phát thật thà, sống tốt ngay thẳng với mọi người, và thành tâm cầu thẩn ta đó suốt 12 năm rồi. Vì thương ngươi lắm nên hôm nay ta đến đây giúp ngươi một chuyện. Thì anh ngưỡng lên, ngưỡng đầu, ngửa đầu lên để anh nhìn. Thì thượng đế mới nói đây nè: không có gì là lạ, ta cho ngươi cái chiếc bình. Cái chiếc bình này cái tên nó là Đức Bình, tức là cái bình chứa phước đức. Nè, bây giờ ta cho ngươi đó, từ đây sắp lên đó, ngươi giữ cái bình này đặng ngươi sống. Nói vậy thôi à, rồi tự nhiên vị thiên đế biến mất, chả có nói cái gì ý nghĩa trong cái bình đó hết. Thì khi anh chàng nó nhận được cái chiếc bình rồi đó, thì lúc bây giờ nghiêng qua, anh nghiêng lại, anh nhìn tới nhìn lui, anh nhìn chiếc bình đó, phải chi thiên đế cho mình vàng ngọc gì, cho chiếc bình em thấy gì trơn. Phải chi bây giờ mình đang nghèo khổ, mặc đồ rách như thế này, mà giờ thiên đế cho mình một bộ đồ mới đẹp, hay mặc như người giàu vậy đó, thì hạnh phúc biết bao nhiêu. Quý vị biết nhẩm nhẩm vừa xong, tự nhiên trong bình nó tuôn ra cái bộ đồ nó đẹp chưa từng có luôn. Đồ của mình không có giống đâu, tại vì cái bậc thiên đế cho là cái đồ giống trên cõi thiên á, không phải thường. Tự nhiên tuôn ra bộ đồ vợ chồng mặc đẹp quá. Cái đầu anh nói chứ phải chi cái bình này nó cho mình cái mão, cái râu dài, cho nó giống cái đồng bộ, đặng có một con người sang giàu sang quý giá. Tự nhiên trong chiếc bình này tuôn ra cái mão và cái râu dài, cho anh mặc thì anh tự thấy cuộc đời anh sung sướng quá. Thì bắt đầu từ đó trở về sau đó là anh nguyện cái gì, anh giái cái gì đều được cái nấy, là cái bình đó đáp ứng hết trơn theo cái ý nguyện của anh. Bắt đầu nhà cửa ruộng vườn giàu sang vàng bạc vinh hoa phú quý, cuộc đời của anh đã trở thành một vị trưởng giả, không phải là một nhà bần dân nữa. Thì lúc bây giờ anh giàu sang lắm quý vị. Cái tính cách giàu sang của anh là nhờ hưởng thụ cái bình. Cái bình đó gọi là cái bình chứa đựng phước đức. Thưa quý vị, câu chuyện tới đó mình đóng mặt lại. Bây giờ chúng ta bàn cái lý đạo. Cái bình đó là cái bình chứa phước đức để đáp ứng những cái gì mong mỏi của con người thế gian. Đây là cái bình sấm giảng giáo lý Phật giáo hòa hảo. Đây là cái bình chứa đựng phước đức mà là công đức luôn nữa, mà là sự cứu độ của Đức Phật luôn nữa, ở trong cái cuốn sấm giảng giáo lý này, để đáp ứng bất cứ một cái gì mà chúng sinh nó mong muốn. Bất cứ gì chúng sinh nó mong muốn. Nếu chúng sanh mong muốn cái gì thì mới làm y theo cái lời trong cái bình này dặn, tức là trong giáo lý dạy, thì nhất định là chúng sanh đã hưởng thụ được cái dự vinh hoa phú quý. Vậy thôi. Thì bây giờ đó, sau khi chúng ta nghe lời dạy của Đức Thầy, tức là cái cuốn sấm giảng giáo lý, xin lặp lại, đây là cái bình phước đức, cái bình công đức, cái bình trí tuệ. Cái bình này đó là chứa đựng cái quả vị giải thoát sanh tử luân hồi, chứ chẳng phải như cái bình của anh chàng kia. Thì trong giáo lý Phật giáo hòa hảo có hai cái cảnh giới để cho mình ước trong cái sấm giảng giáo lý này Cảnh giới thứ nhất đó là nguồn bạch thủy trong gieo thấy dạng, lẽ nhiệm màu chưa hẳn trò ôi, đêm ngày buồn bã vô hồi, kìa trên tiên cảnh vị ngôi sẵn dành. Đó là cảnh thứ nhất. Đó là khi mình ước cái thứ nhất trên cảnh tiên. Giờ vậy nè, Đức Thầy viết câu đó là nguồn bạch thủy trong gieo thấy dạng. Đó là cái pháp thí dụ. Thí dụ tức là cái người bây giờ mình đi ra ngoài cái sông cái hay biển đó, mà là mình thấy hang nước nó trong vắt, rồi từ trên mình sâu nhìn sâu xuống dưới mình vẫn thấy. Tức là người ta thấy được. Nhưng mà cái chân lý ở trong này nè, không có ai thấy được. Không ai thấy được. Nước trong thì thấy được, vật ở dưới đáy sông. Mà cái cuốn sấm giảng giáo lý đó có cái vật quý giá trong đời mình hưởng thụ, nhưng mà trong tâm mình nước đục quá nên không thấy được. Nước đục là gì? Tức là tham, là sân, là sự ô nhiễm lục căn lục trần, là danh lợi tình ăn ngủ, đó là toàn là chứa nước đục không, cho nên mình không thấy được cái gì vật quý giá trong tâm của mình. Vậy thì trên cảnh tiên có cái gì đó, bắt đầu mình sẽ nói tới. Vậy thì nguồn bạch thủy trong gieo thế dạng, giờ đó là cái sự thí dụ và cái lý đó, là chân lý
là giáo lý Phật giáo Hòa Hảo nó giống như là cái nguồn bạch thủy. Tức là cuốn sấm giảng giáo lý này hoàn toàn trong trắng, sạch sẽ, không có danh lợi tình ở trong này, không có tham sân si nhân ngã ở trong này, không có thị phi khen chê thương ghét ở trong này, mà chỉ hoàn toàn là chứa cái nguồn nước Maha vô cùng trong sạch. Đó gọi là giáo lý, là cái đạo ha, gọi là cái đạo. Thì đó, mình nên hiểu rằng đó, ở đây là dạy đó là khi mình vật thì thấy, nhưng mà cái đạo không thấy. Cái đạo phải nhờ có tu mới thấy, phải nhờ có tu mới thấy. Nếu không có tu là không thấy được cái đạo. Vì vậy cho nên nói đó là lẽ nhiệm màu chưa hãn trò ôi. Chưa hãn là chưa biết rành. Trong sấm giảng giáo lý đó, mình nghĩ rằng ôi, Đức Thầy viết nói bạch văn hết trơn rồi, có gì đâu tìm hiểu, có gì đâu bàn đạo, nói đạo hoài à. Ai dám nói câu đó đưa tay lên là mình hiểu hết. Bởi vì ở đây đó là một câu mỹ nhiệm sâu. Mình nên nhớ là cái tâm mình là cái tâm phàm phu. Mà sấm giảng giáo lý là của ông Phật cũng viết. Trước khi viết sấm giảng giáo lý đó, Ngài chứng được cái tâm thanh tịnh, và Ngài chứng được cái trí tuệ sáng suốt. Rồi Ngài dùng tâm thanh tịnh mà viết giáo lý, dùng trí tuệ sáng suốt mà viết giáo lý. Khi mình đọc sấm giảng giáo lý, mình muốn hiểu cái đạo, mình có được cái tâm thanh tịnh không mà mình nói mình biết hết? Và mình có được cái trí tuệ không mà mình nói mình hiểu hết? Không có, phải không? Không có. Như vậy thì ở đây đó, Thầy nói là lẽ nhiễm màu chưa hãn trò ôi, tức là sấm giảng giáo lý còn nhiều cái quyền bí màu nhiệm trong đó mà mình chưa có biết. Bây giờ nói tiếp là đêm ngày buồn bã vô hồi. Tức là ban đêm Đức Thầy cũng vẫn buồn vì chúng sanh không có biết tu, không có biết hiểu đạo. Ban ngày Đức Thầy cũng vẫn buồn vì chúng sanh không có biết tu, không biết hiểu đạo. Ban đêm Đức Thầy buồn vì chúng sanh chỉ biết ngủ, biết mê. Ban ngày đó Đức Thầy buồn vì chúng sanh đó biết đi theo vọng niệm thấy trần lo danh lợi. Vậy thì ban đêm là mê, ngủ là mê, ban ngày là vọng, ban đêm là ngủ, ban ngày để lo danh lợi. Mà cái lẽ nhiệm màu không có ai hiểu hết. Cho nên nói là đêm ngày buồn bã vô hồi. Buồn bã vô hồi, hai chữ vô hồi tức là không có hồi nào ngưng. Lúc nào cái tâm Đức Thầy cũng buồn, cũng lo lắng cho mình, không lúc nào ngưng. Sợ ngày mai mình bị vô minh nó dập cuộc đời mình vào khổ đau. Sợ ngày mai mình bị vọng niệm phiền não nó tiêu diệt công đức của mình, rồi mình sẽ sanh tử luân hồi. Lo hoài, sợ hoài, giống như cha mẹ lo cho con, có đứa con ha, mà mình thương nó không thương mình. Ngày nào chiều cái nó xách xe nó đi chơi, nó hiện cái mất tiêu, nó không có nhớ gì đến cha mẹ thương lo cho nó. Nằm ở nhà đâu có ngủ được đâu, lăn qua nhớ con, lăn lại nhớ con, nghe tiếng xe chạy cái dèo, ngóc cái đầu ngồi dậy, có phải con mình nó về không? Không phải, nằm xuống. Nằm xuống lát, nghe tiếng xe chạy nữa, ngóc cái đầu ngồi dậy, không phải nữa. Không, lúc này cha mẹ yên hết trơn á, suốt đêm. Con nó về sớm thì cha mẹ còn ngủ được giấc ngon ngon bữa sáng, từ khuya tới sáng. Còn mà nó đi chơi tới sáng rồi, đố cha mẹ nào ngủ được suốt đêm. Tôi nói thật luôn đó, tâm lý của những người lớn tuổi chúng ta nên đặt chỗ này để hiểu. Vậy thì Đức Thầy đã khổ dữ lắm cho mình. Đêm ngày buồn bã vô hồi tức là ban đêm Đức Thầy cũng lo cho mình cứ lo ngủ không mà mình không có lo tu. Ban ngày Đức Thầy cũng lo cho mình là mình lo danh lợi không, mình không có lo tu. Mình lo tạo ác nghiệp không, mình không có lo tu. Do đó Đức Thầy buồn không có lúc nào ngưng hết quý vị. Buồn không lúc nào ngưng hết. Đêm ngày buồn bã vô hồi. Buồn sao vậy? Cái gì mà buồn vậy? Tại vì cái cõi ta bà khổ đau nè, cõi ta bà tai họa nè, cõi ta bà giết chết biết bao nhiêu nhân loại từ xưa cho tới bây giờ mà chưa có chúng sinh nào chưa ra khỏi, chưa giải thoát sanh tử được nên buồn. Buồn sao? Là gì? Kìa trên tiên cảnh vị ngôi sẵn dành. Cha mẹ dành tài sản là để cho con nha, ba má để đó đó, nhưng mà giờ không cho mày xài đó, nhưng mà cãi lời là không cho mày xài đó. Tại vì con là con, ba má lo cho con, nhưng mà con cãi lời, nếu con lấy cái tài sản này là con xài hết luôn, là sau này con khổ. Ba má không chấp nhận cái khổ của con, không muốn con khổ, thương con nhưng không cho con xài. Khi nào con có hiếu thảo biết giữ gìn tài sản, ba má sẽ lo giao tài sản này cho con, chứ không phải ba má không để cho con xài. Tâm lý của cha mẹ là vậy, thì Đức Thầy cũng vậy nữa. Cái cảnh tiên là dành cho mình, chứ Đức Thầy đâu có dành, Đức Thầy đâu có hưởng ở đó. Kìa trên tiên cảnh vị ngôi sẵn dành. Cái quả vị trên cảnh tiên Đức Thầy để sẵn cho mình, dành sẵn cho mình. Quý cô bác anh chị em, chúng ta đặt lại một câu hỏi ngược lại một chút xíu. Mình có thể cho con cho cháu mình cái tài sản, tiền của nhà cửa ruộng vườn, cái quả vị do trên cảnh tiên á,
Quý bác, quý cô, quý chị, quý anh lớn tuổi có ai dành được cho con, cho cháu mình không? Không được. Chỉ có ông Phật mới dành được cho mình, để sẵn cho mình ở bên đó. Vậy thì kè là chỉ, chỉ là ở cảnh tiên á, còn đây là cảnh phàm. Mà cảnh phàm nó không có cái ngôi vị vậy, mà cảnh phàm nó có nè, có dưới địa ngục, có dưới ngạ quỷ, có dưới súc sinh. Cảnh phàm nó có cõi người, cõi thần, cõi trời, có toàn là có trong cái khổ đau, có trong sanh tử luân hồi. Cái đó là cảnh phàm. Còn cảnh tiên là cảnh an vui đó. Cảnh tiên là cảnh an vui, về nơi tiên cảnh ngàn ngày đẹp tươi. Cảnh đó, đây là cảnh cõi phàm này không có so sánh được, mà Đức Thầy đã dành sẵn này nghe. Người lớn Đức Thầy cũng dành sẵn cho mình, người nhỏ Đức Thầy cũng dành sẵn cho mình, người nam Đức Thầy cũng dành sẵn cho mình, mà người nữ Đức Thầy cũng dành sẵn cho mình. Tất cả chúng sinh có mặt trên cõi đời, Đức Thầy đều dành sẵn cho mình bên cõi tiên mà đó. Gọi là kìa trên tiên cảnh vị ngôi sẵn dành. Nhưng mà cứ ở đây chịu khổ hoài quý vị ơi, chịu khổ hoài không chịu về cảnh tiên. Ngày xưa cho tới bây giờ đó mình đã từng nghèo, nay mình làm ăn có dịp ha, có cái dịp mai mình làm ăn cho giàu sang. Khi giàu sang rồi mình có ruộng nhiều, có vườn lớn, có nhà cao cửa rộng, chàng ơi bây giờ hưởng thụ sung sướng biết bao nhiêu, an vui biết bao nhiêu, ngồi không nằm không giờ cũng không đói không khổ nữa, sung sướng lắm. Sao mình không biết hưởng thụ cái đó? Cõi ta bà biết bao lần trôi lăn trong cái cõi này, sanh sanh chết chết, mà chưa một lần hưởng thụ bên cảnh tiên. Lần này đó bước về cảnh tiên thì hưởng thử một lần coi. Vì là kìa trên tiên cảnh vị ngôi sẵn dành, Đức Thầy dành sẵn cái ngôi vị cho mình chung hết á, chứ không riêng người nào chứ. Nói là kìa trên tiên cảnh vị ngôi sẵn dành, đó là cái cảnh giới thứ nhất à, ở trong cái bình công đức này để là cho mình à, mình hưởng thụ. Bây giờ tới cái thứ hai, tới thứ hai là thế này nghe. Ôi cả sang hèn chẳng ai thông thả, sao nhân sanh cứ mãi đắm say, chẳng tu thân đặng giữa Phật đài, cho thông thả hưởng mùi sen báo. Thần thức nhập thai sen tinh hảo, nên khỏi màn lo nổi khổ sanh, thân thì thân công đức hiền lành, bất di dịch khỏi gì khổ lão. Thể thanh tịnh thường không quyên náo, hết lo toan nắng lạnh gió mưa, khổ bệnh kia bởi đó mà chừa, ta thoát cuộc lao đao gì nó. Đường sanh mạng Phật ta đồng thọ, tánh an nhiên bất diệt trường tồn, tử thần kia đâu dám giác hồn, thoát luân chuyển khỏi đeo khổ tử. Cuộc y thực muốn chi đủ thứ, không nhọc nhằn lo việc sanh nhai. Hồi nãy cái cảnh tiên đã là dành sẵn cho mình rồi, bây giờ tới cảnh Tây Phương Cực Lạc dành sẵn cho mình nữa, là cuộc y thực muốn chi đủ thứ. Về bển nó cõi Cực Lạc dành sẵn cho mình cái hoa sen nè, cõi Cực Lạc dành sẵn cho mình cái ao bát công đức nè, cõi Cực Lạc dành sẵn cho mình cây báo nè, cõi Cực Lạc dành sẵn cho mình nước báo nè, cõi Cực Lạc dành sẵn cho mình kim báo nè, cảnh Cực Lạc dành sẵn cho mình gió báo nè, cảnh Cực Lạc dành sẵn cho mình nhà báo lầu báo nè, cảnh Cực Lạc có Đức Phật vô lượng chư Phật vô lượng chư Bồ Tát thuyết pháp cho mình nghe. Nơi đó muốn cái gì đều được cái đó, chỉ có muốn cái điều phàm tục như ở đây là không được. Còn về bên Cực Lạc rồi mình muốn cái gì cũng có được hết. Đây là cái bình công đức của giáo lý Phật giáo Hòa Hảo à, là cái thứ hai, để cho mình hưởng thụ bên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thì bây giờ đó, như vậy nghe, nếu muốn hưởng thụ kìa bên tiên cảnh vị ngôi sẵn dành, và nếu muốn hưởng thụ là cuộc y thực muốn chi đủ thứ, thì chúng ta phải ra công làm, chứ không phải như không mà hưởng được. Ra công thứ nhất đó, ăn chay. Thì kiểm ơi, kiểm hôm nay kêu ăn cò, ai còn ăn thịt cá gì không ta? Còn không? Còn thì ăn chay đi. Tại vì ăn cái gì cũng ăn, tại cái lưỡi của mình nó phân biệt cái này ngon cái kia dở, chứ cái bao tử nó có phân biệt đâu. Nó dồn vô trọng có thứ một ha, qua khỏi cổ rồi đâu gì ngon dở đâu. Cho nên bây giờ muốn hưởng thụ chỗ đó thì thứ nhất là ăn chay. Thứ nhất là ăn chay, tương với muối á, cháo rau đạm bạc, nghèo lương hiền biết niệm Di Đà, mà mai sau thoát khỏi tinh ma lại được thấy cảnh tiên nhàn hạ, xuống học, xuống học như vậy. Dạ trời ơi, làm giật mình.
Như vậy cho nên mình hiểu rằng bước đầu tiên đó, bây giờ mình nghĩ cái con vật đó ha, ngày nào mình cũng ăn nó cũng quen cái miệng rồi, mà ăn nhiều kiếp trước lắm, không phải mới ăn kiếp này, thì thay bây giờ mình ăn mình sồn vô thì cũng nó chỗ này thôi chứ đâu ha, mà ăn rau củ tàu hũ cũng sồn vô chỗ này chứ đâu ha. Nhưng mà cái linh hồn đó vui và khổ khác nhau, vui và khổ khác nhau. Hãy sồn cái thịt con vật con này kia vô đó thì sau này đó linh hồn á, còn tội trước thì linh hồn phải chịu luân chuyển báo đời ở dưới á, rồi xuống dưới gặp đó, lúc đó gặp đối đầu với các cái con vật đó đó, rồi nó nói chuyện sao đó, rồi liệu đó mà trả lời với nó. Nó nói hồi đó trở nên ông đạp cánh tôi nè, ông đánh dãy tôi nè, ông đập đầu tôi nè, ông mổ bụng tôi nè, ông chặt thịt tôi nè, rồi xuống đó nói chuyện với nó chứ ở đây đừng có cãi với tôi, đừng có cãi với giáo lý, đừng cãi với ai chân, rồi xuống đó nữa chừng đó gặp đó rồi nói chuyện với nó, nó hỏi rồi trả lời, chuẩn bị đi đặt trả lời. Còn nếu muốn thoát cảnh đó thì phải ăn chay. Đó, đọc lại nè: tương với muối cháo rau đạm bạc, nghèo lương hiền biết niệm Di Đà, mà mai sau thoát khỏi tinh ma. Chẳng những vậy mà lại được thấy cảnh tiên nhàn hạ, đâu phải chuyện chơi đâu. Cho nên do đó mà bây giờ cái thứ nhất mình muốn hưởng thụ hai cảnh giới đó thì thứ nhất là ăn chay, thấy không? Bởi vì những cái ông đồng đạo, mấy cái người cô bác lớn tuổi ta ăn mấy chục năm giờ cũng còn sống sờ sờ chứ có chết đâu. Có người ăn chay cũng mập lù chứ đâu phải ốm đâu. Tại sức khỏe của mình chứ mình đừng có đổ thừa ăn chay cái nó thiếu chất dinh dưỡng nó ốm. Nó tại mình nói chứ sách sử nào nói. Rồi có những người ta ăn chay ta mập hơn mình đó, rồi nói thì sao? Lúc đó mình nói sao với người ta? Vậy con người nha, mà mình còn bí lối, huống chi xuống dưới ông Diêm Vương hỏi tội mình. Phải không? Cho nên do đó ăn chay là cái thiết yếu căn bản của đạo Phật dạy mình. Vì Đức Thầy thương mình mà không muốn cho mình bị quả báo trả dai với nhau, không muốn cho mình gây tạo ác nghiệp nên dạy mình ăn chay. Đó là lòng tự bi của Phật dạy. Thôi nói vậy sao? Và cái thứ hai đó là cúng lại ha. Cúng lại đó, nếu so với đạo Phật mà mình vào ở trong chùa đó để mình mà xuất gia đen, vô chùa mình phải trước nhất là 3 năm phải làm công quả. Rồi sau đó mới bắt đầu tập tụng kinh, rồi tập ngồi thiền. Lần lần tu mà giỏi đó, tu giỏi đó lần lần mới là thọ giới tỳ kheo. Tới đó mới đi du học, rồi có bằng tiến sĩ này kia đó, rồi mới đi hoằng pháp lợi sinh, thay mặt cho Đức Phật khi vắng mặt làm lợi ích cho chúng sinh. Còn đó, người tín đồ Phật giáo hòa hảo mà Đức Thầy dạy đó, Thầy dạy hết trơn, không có chừa hạng nào chân. Lớn nhỏ, nam nữ dạy hết trơn luôn. Nghĩa là yêu cầu cúng lại là được á, cúng lại là được về cảnh tiên, cúng lại là được cái chỗ mà cột cây thực muốn chia đủ thứ. Tại sao? Là gì nè, trước khi mình cúng đó, cái bàn thờ cửu quyền thất tổ nè, mình nguyện đó là cúi kính dâng hương trước cửa quyền cầu trên thất tổ chứng lòng thiền, nay con tỉnh ngộ. Nguyện như vậy là từ đây sắp lên mình không có mê nữa, nay con tỉnh ngộ rồi, bắt đầu con quy Phật chí dốc tu hiền thảo phúc duyên, tức là từ đây con hứa con quy tu nghe, cửa quyền thất tổ chứng minh cho con à, rồi để con quy tu, tức là chí dốc tu hiền, rồi tu hết ga nghe, tu hết lòng nghe, chứ không có tu lương khương được thì mới hưởng được cái cảnh giới bên kia. Tu lương khương hưởng được, vì vậy cho nên á, mình nguyện xong rồi tới cái bài quy trên bàn tam bảo Phật đó. Mình nguyện là Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần, bài cúng mình đọc rồi đó. Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy Quang Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quang Cựu Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Năm Non Bảy Núi Cảm Ứng Chứng Minh. Mời hết trơn các vị đó, thập phương Phật, thập phương Pháp, thập phương Tăng, Phật Tổ Phật Thầy, Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Năm Non Bảy Núi, mời hết về để chứng minh cho mình. Chứng minh cho mình làm gì? Nay con nguyện cải hối ăn năn, làm lành, lánh dữ, quy theo mấy ngày, tu hiền theo Phật đạo, đó là mình tạo cái bình công đức ở bên cái cảnh tiên, cảnh Phật. Đó. Rồi cái bài quy xong rồi, cái bắt đầu cấm hương, cái mình đọc cái bài Tây Phương Ngũ Nguyện. Đầu tiên đó, mình niệm á, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Đó là câu mình phát nguyện đặng nữa vì mình hưởng cái cảnh là cái chỗ là cục y thực muốn chi đủ thứ đó. Sao mà Đức Thầy mình cũng hay quá đi. Ông biết trình độ chúng sinh thời nay nó gọi là học Phật tu nhân, dạy mình tại gia cư sĩ ở nhà mà phát nguyện giảng sanh thành Phật. Ở nhà mà trong cái thời cúng lại như vậy, buổi sáng đó là 15 phút đồng hồ à. Đó, rồi buổi chiều đó 15 phút đồng hồ đâu có lâu.
Rồi mình quẩn mình ngồi niệm Phật. Tu giỏi thì ngồi 2 tiếng đồng hồ. Tu dở ngồi 1 tiếng, tu dở nó ngồi 30 phút, tu dở nó ngồi 15 phút cũng được. Vì cái công đức niệm Phật là công đức vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn. Vì vậy nên cái thời cúng lại đó là mình phát nguyện bài quy mình hứa rồi. Mình phát nguyện ở Tây Phương là bài ngũ nguyện rồi. Bắt đầu mình đọc Nam Mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Liên Hoa Hải Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Dương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Quá xá hay rồi. Một câu nguyện thôi mà mình nguyện toàn bộ thế giới hết. Có người nào làm được vậy không? Mà người tín đồ Phật giáo hảo làm được vậy đó. À, sáng chiều người nào cũng nguyện cả thế giới bình an. Do đó mà thế giới phải bình an thôi. Phải không? Nhờ cái thành tâm nguyện của mình. Đó là cái bình chứa công đức để mình hưởng bên cảnh giới cực lạc đó. Rồi mình nguyện tới công nguyện thứ năm là Nam Mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi xá tội đệ tử, tiêu tai tịnh sự, trí huệ thông minh giai đắc đạo quả. Thấy chưa? Vì vậy thì trong cái thời cúng này đó là mình đã tạo cái nhân thành Phật, giai đắc đạo quả là thành Phật đó, để mình về hưởng cái cảnh giới là cuộc y thực muốn chia đủ thứ bên kia. Đó là cái thứ hai, là cách thức tạo. Đúng không? Ở đây đó mình không có nói hết được quý vị à. Vì vậy cho nên tôi thường nói hoài, tôi nói thế này nè. Cái buổi sáng đó thì cái giờ ngủ nó hết rồi mà giờ lao động chưa có tới, cho nên mình cúng mình niệm Phật. Buổi chiều đó giờ lao động hết rồi mà giờ ngủ chưa tới, Đức Thầy dạy mình cúng lại, mình niệm Phật dạy mình tu. Thầy dạy mình có lúc quẩn không à, mà mình nói tu không được nói sao. Rồi tới nữa khổ đau rồi mình nói Phật ơi, Thầy ơi, cứu con cứu được không? Không được. Vì vậy cho nên do đó đó, bây giờ mình muốn tạo cái phúc đức thì chúng ta phải cố gắng ha, hưởng thụ cảnh giới bên kia ha, cố gắng mạnh cách tu. Thì bây giờ đó mình ăn chay rồi, phải không? Mình cúng lại sớm chiều là sớm chiều bình đẳng chớ lơi. Thường hành như vậy đó, nhớ lời đừng sai. Mỗi một thời cúng lại như vậy đó, thưa quý vị, công đức phước báo vô lượng vô biên kể không hết đâu. Nếu chi tiết ra đây hen thì mỗi một câu nguyện đều là phước đức vô lượng vô biên, mỗi một lại đều là công đức vô lượng vô biên, không phải chơi đâu. Mỗi một xá chính giữa Nam Mô Di Đà Phật cũng là vô lượng vô biên công đức. Rồi bên trái Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát cũng là vô lượng vô biên công đức. Bên mặt Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cũng là vô lượng vô biên công đức. Tại vì mình niệm Phật niệm Bồ Tát không à, mà các ngài công đức viên mãn rồi. Cho nên do đó mà mình phải hiểu là vai trò cần thiết quan trọng đối với mình. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba đó là giờ niệm Phật. Ngoài vấn đề ăn chay rồi phải không, là cúng lại rồi phải không, rồi tới thứ ba này niệm Phật. Niệm Phật đó thì mình cúng xong mình ngồi niệm Phật nhiêu đó là tùy theo khả năng của mình, thầy không có ép. Rồi xong rồi cái mình đi đứng nằm ngồi mình niệm Phật. Quý vị nghĩ coi, trong tâm mình không niệm Phật thì nó cũng niệm chúng sanh chứ nó đâu có nghĩ đâu, nó đâu có không phải không. Niệm nó cũng niệm à, nó niệm liên tục à, nhưng mà nó không niệm Phật, niệm chúng sanh chứ đâu phải là không niệm đâu. Lúc nào nó cũng niệm hết trơn á, nhưng mà thôi bây giờ niệm chúng sanh đi làm gì để khổ, niệm chúng sanh để khổ. Cho nên Phật dạy mình niệm Phật quý vị. Trong quán kinh nói niệm Phật một câu thành tâm vậy là tiêu 84.000 tội, chứ không phải vừa đâu à. Một câu thành tâm là nó tiêu 84.000 tội. Thì quý vị nghĩ đi, cuộc đời của mình có ai đâu mà không tạo tội, phải không? Mà niệm Phật một câu như vậy đó là nó tiêu tội như vậy, nó lời quá sức lời rồi, nó lời không thể tả được quý vị à. Đó là kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói rõ ràng à. Thì như vậy quý vị nghĩ coi, mình không nên niệm Phật niệm chúng sanh chi, phải không? Niệm chúng sanh để cho khổ thêm mới làm gì. Vì vậy giờ mình cố gắng tạo ra, cố gắng tạo cái phước đức quý vị à. Pháp niệm Phật nó dễ lắm à, người đời niệm cũng được, người đạo niệm cũng được, phải, người nam người nữ người già người trẻ gì niệm cũng được hết trơn. Thậm chí người có tật nguyền cũng niệm được nó, rồi người đi làm việc công sở công ty bệnh viện, người bất cứ đâu đều niệm Phật hết. Ở ngoài đồng ngoài ruộng cũng niệm Phật, đi tá đám tiệc niệm Phật cũng được, ở nhà cũng được, chỗ nào niệm cũng được hết trơn. Quý vị thấy Đức Thầy dễ tu không? Có nhiêu đó mà xóa sạch nghiệp cho mình, đặng mình hưởng cảnh tiên hưởng cõi Phật, chờ chừng nào nữa quý vị. Bây giờ cô bác anh chị em mình suy nghĩ kỹ đi, chúng ta có đổi cái gì được không? Chúng ta đổi cái gì được không? Đem tài sản nhà cửa của mình giàu sang tột bậc đi chăng nữa, chúng ta đổi được cảnh tiên không? Chúng ta đổi được cảnh cực lạc không? Không bao giờ được. Nếu đổi được đó, Đức Thầy không có dạy mình tu đâu. Nói thật à, dạy chi? Để cho mình có đó đổi được rồi, không cần dạy nó cực chọc lắm. Vui sướng gì cô bác anh chị em. Thầy ra đời dạy mình để chịu biết bao nhiêu ít thống trị của ngoại bang, nhất là chánh quyền thực dân pháp làm khó dễ thầy biết nhiêu, nhưng thầy vẫn uống nắng lòn lách đem cái đạo đang dạy mình chịu cực biết bao nhiêu, phải không? Thầy vẫn dạy mình được, mình tu bây giờ có cực gì đâu quý vị. Sáng thay gì bây giờ mỗi khi mình ngủ 6 giờ mình thức, bây giờ 5 giờ mình thức được rồi,
cúng lại đang tạo phước đức, ngủ chi có 1 tiếng đồng hồ nữa mà tạo thêm cái tội, phải không? Thức 1 tiếng đồng hồ ta tạo phước đức, có nhiều đó mà cô không hiểu, cô mắc nhắc nữa, phải không? Dở biết nhiều nói dở, nhưng mà rồi mình cũng thức, chứ mình có ngủ hoài suốt ngày đâu. Mình cũng thức, người ta cũng thức, mình cũng thức, nhưng mà ta thức đó ta tạo phước đức, còn mình thức của mình thức tạo tội, ai mà nghĩ coi. Vậy đó mê, vậy đó mà mở miệng ra có nói lào lào à, nói hay lắm à. Ờ, nói người ta binh không lợi, ta cãi không lợi luôn á, mà tưởng sao nói cho đã, rằng nói thêm cái tội. Mình nghe lời ông Phật, mình niệm Phật, mình cúng lại là quý biết bao nhiêu, phải không? Ta kinh nghiệm cuộc đời sống của mình đó. Và bây giờ mình kinh nghiệm thêm nữa nè, giả sử như hôm nay hen, mình còn mạnh giỏi đây, giá như ngày mai mình không có mạnh giỏi rồi sao? Rồi lúc đó mình muốn cúng lại được không? Lúc đó mình muốn niệm Phật niệm được không? Mình cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Tất cả mọi người trên cõi đời này ai có mặt đều phải đi, bất quá lâu mau mà thôi. Lâu là sống lớn tuổi, mau là trẻ tuổi mà thôi. Nhưng mà thầy nói đó, đời hạ nguân hai chết tuổi sanh, như thuở trước đó nhan hồi còn trẻ. Lỡ như bệnh, lỡ như đi luôn rồi sao? Lỡ như ngủ bữa nay là tối nay ngủ sáng mai hả, đi luôn rồi sao? Rồi lúc đó mình muốn niệm Phật, muốn làm một chuyện phải, một chuyện phước, chúng ta có làm được hay không? Lúc đó đối đầu với Diêm Vương, nó nói chuyện với ổng. Ông nói sao lúc đó mình xuống dưới mình cãi với ổng, rồi mình ổng nói rồi cãi, rồi ổng đem cái sổ ra ổng đối diện cho mình coi. Còn mà mình cãi nữa đen, ổng đẩy cái đài giọng hương ra cho mình thấy, tức là cái đài nguyệt kiến đó ha. Thầy nói đó, ta chí dốc tầm đài nguyệt kiến cho Dương Trần rọi chuyện sai lầm đó. Ông đẩy cái đài nguyệt kiến ra, thì đài nguyệt kiến nó soi rọi từ khi cha mẹ mới sinh ra, rồi lớn lên mấy tuổi rồi làm gì, rồi đi học, rồi lớn lên làm gì, rồi dựng vợ gả chồng, rồi tạo nghiệp, rồi sống tới lớn nó tới gì, chừng nào sao chết, làm gì, bao nhiêu tội ác, sạch trơn ở trong cái sổ, trong cái đài nguyệt kiến đó, cho mình thấy sạch trơn, thì mình không có chối được đường nào chứ, bởi vì lưỡng thần ghi chép liên miên, nào tội nào phước dưới miền trần gian. Mình cãi với con người thế gian được, chứ cãi với mấy ông không có được đâu. Ta làm việc có bộ sổ đàng hoàng, có cái đài giọng hương đàng hoàng, lúc đó mình không có cãi được đâu quý vị. Thưa cô bán chị em à, mình nhận vì lòng thật mà nói, quý vị buồn cũng nói nữa. Tại vì cái đạo nó quá lợi ích, quá an vui, mà cho tới bây giờ mình chưa tu được, nghĩ nó tức lắm. Mình cũng là một con người như người ta, tại sao ta ăn chay ta cúng lại ta niệm Phật được? Mình cũng con người như người ta mà tại sao mình tạo tội hoài vậy? Tại sao mình ăn chơi bài bạc hoài vậy? Tại sao mình đưa cuộc đời mình vào chỗ khổ đau hoài vậy? Chừng nào mình mới thức tỉnh? Ở đâu dân cũng còn mê, tham câu danh lợi khó kề thần tiên. Vì thương mà nói, chứ giờ hoàn toàn không có gì nhân ngã gì người nào mà nói hết. Bởi vì Đức Phật từ bi lắm mới nói chỉ cảnh khổ cho mình, đặng mình tu để mình tránh cái cảnh khổ, đặng mình hưởng cảnh an vui. Đâu phải Đức Phật ghét mình, mà Đức Phật không đòi hỏi mình cái gì hết á. Mình nhìn cũng không đòi hỏi cô bán chị em cái gì hết. Nhắc lại lời của Đức Phật, Đức Thầy, để mình cùng nhau tu, tôi cũng chưa có tài cán gì đâu, chưa có giỏi hơn quý vị cái gì hết á. Bất qua nhớ được vài lời văn lên đứng đây nói với cô bác anh chị em thôi, rồi tôi với quý vị cùng tu. Vậy đó, tôi với quý vị cùng tu. Vậy thì mình ăn chay đi, ăn chay mà cuộc đời của mình cho đến ngày chung cuộc mà mình ăn chay được đó, cái phần phước của mình còn nguyên ở đây nè. Lúc đó đó hen, không phải ông Diêm Vương mà ông thần, ông thánh, ông tiên, ông Phật cũng hiện ra ha. Rồi bao nhiêu nghiệp chướng đó ổng sẽ bảo hành cho mình, là cuộc đời mình an lạc. Còn nếu như mình cãi lời đó hen, mà mình tạo tội, thì lúc đó Phật cũng hiện, mà ông Diêm Vương cũng hiện, thì lúc đó mình phải chịu khổ đau thôi, chứ không có gì lạ chứ. Cho nên do đó bây giờ mình cố gắng niệm Phật, chỉ có phương pháp niệm Phật là một phương pháp phổ thông và độ tất cả chúng sinh. Quý vị nghĩ coi, ở chỗ nào mình cũng niệm Phật được hết trơn, mà mình trừ cái tội như vậy, mình được an vui như vậy đó, thì mình niệm chúng sanh đi làm gì, niệm thế gian đi làm gì nữa nè. Đó, hơn thua nhân ngã đi làm gì nữa nè, còn mê chơi đi làm gì nữa nè, chờ chết phải không, chờ ôm cái tội cho lớn lẫn chịu khổ luân hồi cho nhiều phải không, chứ đâu có gì lạ đâu. Do đó mà bây giờ mình cố gắng cái gì à, cố gắng niệm Phật nha, cố gắng niệm Phật. Đức Thầy dạy mình là Nam Mô A Di Đà Phật, 6 chữ đi, đứng, nằm, ngồi, ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Quý vị coi có cái gì dễ tu hơn cái đó, có gì dễ tu hơn cái đó. Mình đi đâu mình niệm Phật cũng được hết trơn á,
càng niệm Phật nhiều phước đức càng nhiều, càng niệm Phật nhiều tiêu tội lỗi càng nhiều, càng niệm Phật nhiều kết duyên với Phật pháp nhiều, càng niệm Phật nhiều mau giải thoát, nó có gì lạ đâu, thấy không? Cho nên càng niệm Phật nhiều chừng nào tốt chừng đấy. Ở ruộng đồng cũng niệm vậy mà, Phật chẳng chấp chẳng nài thời khắc. Hay là ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp, và cố gắng nghe lời Phật thì cố gắng. Đó là cái thứ ba về cái vấn đề cái bình phước đức, đừng tạo ra cái phước đức ha. Ăn chay cúng lại niệm Phật. Giờ tới cái thứ tư. Thứ tư là cái làm lành à, thứ tư là cái làm lành. Nói đến làm lành là hai chữ làm lành nó đối với mình quen tai quá, không có gì lạ hết trơn á, quen tai lắm rồi. Nhưng mà việc làm lành của bản thân, việc nói lành của cái miệng, việc nghĩ lành của cái tâm lạ tai lắm, chưa có quen đâu, chưa có dễ gì quen đâu. Chẳng hạn như từ nãy giờ chiều giờ mình nói ở đây thôi, mình chưa có nói ở đâu xa lạ hết trơn á, chưa chắc người nào 100% đều lành hết đâu, nói lành làm lành hết, chưa chắc. Trong khi mình nói sai một lời là cái miệng mình mang cái tội rồi, tức là nói ác. Làm sai một việc là cái thân mình tạo cái tội rồi, tức là tạo ác. Nghĩ sai một điều là cái ký của mình là tạo tội rồi, tức là tạo ác. Như vậy thì chưa chắc cuộc đời mình nó lành hoàn toàn đâu. Vì vậy cho nên đạo dạy mình nay con nguyện cái hớ ăn năn làm lành, đánh dữ. Đó là cái cốt lõi của đạo, nó là cốt lõi của đạo. Vậy thì làm lành đó, cái tính cách phổ thông của làm lành đó, tức là mình đi đâu ở bên ngoài bất cứ việc gì, việc phải mình cứ làm. Cũng như hồi chiều tôi với đệ chủng đi đi vòng vòng chùa, đi vô tới chùa Vạn Linh, hai chú cháu ngồi chiêm ngưỡng trong chân nhang cái gì, dung nhang của Đức Thế Tôn, tôn tượng của Đức Thế Tôn. Ngồi cấp rồi thấy quý vị kia đến rồi thôi mình ra. Đi ra, tôi đi ra bước qua vài bước tôi gặp ở trong cái phái đoàn, không biết người nào không biết đi vô trong chùa mà không biết đi sao không hay sao. Có một cây cọng rác nó dính theo ở trong chùa. Thôi tôi khòm xuống rồi tôi cầm tay à, đi ra tới ngoài mình thấy cọng rác. Tự nhiên tôi tự nghĩ lầm, rác bên ngoài có một cọng mà rác trong tâm quá nhiều chứ có lượm được. Lượm cọng rác bên ngoài phải lượm cái quấy lỗi trong tâm. Đó là tôi nghĩ tôi nha, chứ tới giờ tôi mới nói chứ chiều chưa nói với cháu chủ nữa. Đó là tôi nghĩ tôi. Thì tất cả mọi người nên biết rằng rác trong tâm mình còn nhiều lắm, vì nó là chủ động của lời nói và chủ động của việc làm. Đó là ác. Rác là sân si phiền não, rác là thị phi nhân ngã. Con đối với cha mẹ bất hiếu đó cũng là rác ha. Chồng vợ không thuận hòa nhau đó là rác. Anh em không thương yêu nhau đó là rác. Xóm chòm không giúp đỡ nhau đó là rác. Trong tâm chứa rác không à. Nay Phật dạy mình lành, tức là cái phước đức quét trừ và cái rác ra hết, đặng tạo cái phước đức nhân duyên ha. Như vậy thì từ việc lớn lẫn việc nhỏ, đó là cái phước đức cho mình để làm. Làm lành không có nại hà bất cứ chỗ nào hết á. Chỗ nào có việc phải mình cứ làm. Ví dụ như mình đi núi nè ha, mình đi mà cái đường đi nó có một cục đá hay cái gai gì đó, trên đường đi mình lượm mình thấy qua, đó cũng là một việc lành. Đó cũng là việc lành, để cho người đi sau họ không bị đâm bị đau chân. Tuy rằng nó quá nhỏ ha, nó không đáng để cho mình để ý, nhưng mà cái phước nó vô cùng lớn. Hành một việc nhỏ là hành một Bồ Tát hạnh, chứ chẳng phải là việc đơn giản đâu. Thường thường mình nghĩ Tây Phương Cực Lạc đâu, mình nghĩ đâu có chuyện gì lớn á. Sức 5-7 triệu bố thí mình nghĩ chuyện gì lớn, còn chuyện nhỏ mình ít có quan tâm tới. Chuyện nhỏ là một trong vạn hạnh của Bồ Tát làm, gọi là lục độ mà vạn hạnh. Một hạnh nhỏ nào Bồ Tát cũng vẫn làm hết đó, chứ không phải là không đâu. Cho nên làm lành tính cách phổ thông là bất cứ chuyện gì phải là mình làm sao mà mọi người được vui, làm sao mọi người được mến thương mình là mình làm. Làm mà người ta không thích, làm người ta buồn, đừng có làm, đừng làm. Vì làm như vậy là vô tình mình tạo cái khổ đau cho mình đó. Cho nên thưa với quý vị, điều đó chúng ta phải xem xét lại. Thân mình á, cái thân mình á làm ác nè, sát sanh, đạo tạc tà dâm, đó là tạo tội. Chúng ta cần nên tẩy trừ, đặng làm lại ba điều lành của thân. Miệng mình có lưỡng thiệt, có ý ngôn, có ác khẩu, có giọng ngữ, đó là cái điều sai quấy tội lỗi, là cái rác. Bây giờ mình nói lời lành lại phải, tức là mình tạo cái phước đức. Ý mình có tham lam, có sân nộ, có mê si, đó là rác. Bây giờ đổi lại bố thí, nhẫn nhục và trì giới, đó là cái phước đức. Vậy thôi, đó là cái ý nghĩa làm lành. Làm lành á, thầy nói gì này nào, tu hành đâu có tốn xu mà sao thoát khỏi lao tù thế gian. Hay là giữ nguyện đinh ninh tiếng tạc thù, làm lành đâu phải tốn tiền số.
đã như vậy mà còn lạ, mà sao lại được về tiên cảnh? Rõ ràng thêm thoát ngục mê chốn diêm phù. Vì thì làm lành không cũng không tốn tiền mà được về cảnh tiên, mà được thoát khỏi cõi ta bà khổ đau nữa. Quý vị thấy đạo đó giá trị tới cỡ đó. Cho nên á, giết một ngọn lưỡi này một tấc, đem đạo lành ban rải nơi nơi, mãn trời trong bá tánh thảnh thơi khắp bốn biển liên dây hòa hảo. Hai chữ làm lành là cái cốt lõi của đạo Phật. Chúng thiện phụng hành là câu trong kinh. Đức Thầy dạy là làm hết các việc từ thiện là câu trong giáo lý. Đó. Chư ác mà tác là câu trong kinh. Đức Thầy dạy là tránh tất cả điều độc ác là trong giáo lý. Vậy thì điều kiện làm lành là một cái phương pháp tu phước. Bố thí cũng được nè. À, làm công sức bất cứ việc gì mình làm cũng được hết. À, giả sử như ngày mai đó ha, mai mình đi giếng núi nè, nhưng có cái người nào mà ta thiếu đó, khỏi cần đem vô chùa, gặp đó cho đó liền đi. Chừng nào vô chùa tính, vô chùa còn thì mình cúng dường. Nếu trong chùa mà hết rồi đó, Đức Phật biết cái tâm niệm của mình. Vô chùa mà túi hết tiền ra đó, Đức Phật biết tâm niệm của mình, Ngài cũng chứng mình cũng có phước nữa. Tại vì hồi nãy phụng sự chúng sanh, tức là phụng sự chư Phật. Do đó Đức Phật vui lòng lắm. Còn mình để tiền mình cúng cho nhiều này, mình nói phủ nhận, không phải phủ nhận, vô thì vấn đề cúng chùa. Và mình không có quyền xúc phạm đến những người ở trong chùa. Nhưng mà bây giờ người ta đang khổ mà mình chờ tới cái việc trong chùa mình mới làm, mình không nhắm đến đây. Đây là nghịch ý của chư Phật, không phụng sự chúng sinh. Vì chúng sinh không phân biệt, mà chúng sinh là bình đẳng. Những người trong chùa vẫn là chúng sinh, mà những người bên ngoài vẫn là chúng sinh. Những người giàu sang vẫn là chúng sinh, những người nghèo khổ, những người ăn xin tật nguyền họ cũng là chúng sinh. Phụng sự chúng sinh của đạo Phật là phụng sự cách bình đẳng. Đó, bình đẳng. Cho nên ấy, làm lành đâu phải tốn tiền xu, mà sao lại được về tiên cảnh, thêm thoát ngục mê chốn diêm phù. Diêm phù chơn chúa chọn người tu, hành phạt ác khung chốn cửa tù. Tiếp nghinh những kẻ lòng nhân đức, hỡi bói dương trần hãy ráng tu. Đó là cái câu kêu gọi của Đức Thầy. Vậy thì cái phương pháp làm lành vô cùng lợi ích, lớn lao chứ chẳng phải là nhỏ. Thưa quý vị, như vậy thì ở đây chúng ta phải có sự tìm hiểu cho chu đáo ha. Nhắc lại một câu chuyện. Một câu chuyện đó, cái bình phước đức. Cái bình phước đức là cái cuốn sấm giảng vô lý đây, là cái đạo đây. Không nói hết được ý nghĩa đâu cô bác anh chị em. Mỗi một lần mình chỉ có vài chục phút đồng hồ, chúng ta nhắc một vài việc. Hôm khác có nhân viên vài chục phút đồng hồ, chúng ta nhắc thêm vài việc nữa. Cứ nhắc thế, cứ nói thế, bồi dưỡng cái đạo tâm mình. Một lần nói đạo, một lần nghe đạo. Một lần nói đạo là một lần tạo ra phước đức. Một lần nghe đạo là một lần tạo ra phước đức. Mà là phước đức của Phật Pháp. Đó là phước đức vô lậu, phước đức hưởng sự giải thoát bên cõi giới cực lạc, chứ không phải phước nhỏ. Cái người nghe và người nói bình đẳng như nhau, hưởng bình đẳng như nhau. Chẳng phải người nói hưởng nhiều, mà cũng chẳng phải người nghe hưởng ít. Vì Phật Pháp không có sự ranh giới, không có sự phân biệt. Không phải dành cho người nói cao, không phải dành cho người nghe thấp. Không phải như vậy. Bình đẳng, đạo Phật bình đẳng là ở chỗ đó. Cho nên do đó, một lần nhắc nhở là một lần lợi ích vô cùng. Và khi một lần chúng ta được nghe Phật Pháp, là một lần chúng ta hưởng thụ một thế giới an lạc vô lượng vô biên. Cho nên do đó, thưa quý vị, chúng ta đừng bỏ qua cơ hội. Mai mốt bất cứ chỗ nào chúng ta làm lành được, chúng ta cứ làm. Để ngày mai chúng ta muốn làm một việc lành, chúng ta không làm được. Tôi nhắc cái chuyện này có lẽ tôi nhắc rồi, nhưng mà tôi nhắc lại quý vị nghe. Đây là nhắc để mình cùng nhớ tu nghe, chứ không phải là mình khoe cái việc làm. Có một lần tôi đi khám bệnh ở Cần Thơ, về tới Ô Môn, ghé vô cái quán chai Âu Lạc ở Ô Môn đó. Tôi với Hậu, hai chú cháu ghé vô đó để mà ăn cơm rặn đi về. Thì xe vừa ghé tới đó, thì nó bước vô trước, tôi bước vô sau. Mới vừa đặt vô ghế ngồi thì phía bên trái này có cái bà lão khoảng độ tuổi chừng 80, ăn mặc rách rưới, đội cái nón lá rách, tay xách cái sách bàn, mà sách cũ rồi. Mà sách bàn nó không biết bà bỏ cái gì trong, mà tới cái sách xẹp lép à. Bên ngoài thì xách cái thùng dầu ăn, mà cái thùng dầu không. Rồi bà mới dối tay xuống bà lượm cái gói thuốc hai rô mà hết trơn rồi, gói không á. Có lẽ cuộc sống của bà gặp cái cảnh nào đó quá khổ, cho nên mình dùng danh từ móc bọc á, tức là đi lượm những cái đó để kiếm sống qua ngày. Thì tôi vừa thấy vậy cái tôi đứng lên thì đi khám bệnh thiền hậu nó cầm tiền tôi không có cầm. Thì đứng lên tôi móc trong túi tôi còn, tôi nhớ là 20 mấy ngàn, không tới 30 ngàn. Thì khi tôi móc ra tôi mới đưa hai tay cúi đầu đưa cho bà. Bà ngước lên nhìn tôi mà bà vui vẻ hoan hỷ lắm.
ha, bà mằng tiền cái bà bỏ vô túi tiếp tục bà đi lần theo mé lề lộ á, từ đó đi vô phía chợ môn đó bà đi tiếp, rồi tôi nhìn thấy bà lượm thêm một cái gói 2 đô nữa, thôi gói không đó. Tôi nhìn mút con mắt mà tôi tự nghĩ phải chi bà là mẹ của mình ha, mình rước về mình nuôi ít ngày cũng được. Rất tiếc vì mẹ tôi đã vắng lâu rồi, mà chưa hẳn gì tôi rước bà chịu về. Tôi nghĩ rằng chắc là bà còn có con có cháu, nhưng cái duyên nghiệp của bà sau đó ha, chứ phải chi mà con cháu chấp nhận tôi rước về liền. Quý vị à, rước về liền, tại vì đạo Phật là bình đẳng, chúng sinh là bình đẳng. Tiếc có điều mình còn lo cho mình quá, mình chưa lo cho chúng sinh, cho nên mình chưa có giải thoát được, mình chưa hưởng thụ cái gì an vui của Phật pháp được thôi. Nếu chúng ta bình đẳng đối xử với mọi người thì chúng ta sẽ hưởng thụ được niềm an vui của Phật pháp. Rồi tôi đứng nhìn bà đến mút đoạn đường, tôi mới ngồi xuống ăn tô hủ tiếu rồi hai chú cháu ra về. Thưa quý vị, lần thứ hai, lần đó tôi đi thăm bà thím ở gần, nằm bệnh viện ở Ô Môn ha. Xuống thăm tội nghiệp bà cũng nghèo, mà hai chú cháu cũng tôi với anh Hậu tối rồi mới xuống tay thăm bà. Tội nghiệp bà mừng lắm, gia đình thì cũng túng. Mà thưa thiệt với quý vị đó, là hai chú cháu tôi đó, tôi là còn 100 ngàn, Hậu còn 100 ngàn, hai chú cháu còn mỗi người bỏ túi 100 ngàn nha. Nhưng mà thăm bệnh xong rồi đi ra đấy, ra về mình muốn móc 100 ngàn mình cho, mà suy nghĩ lỡ đi về tối khuya ở xe nó hư hoặc này kia rồi sao có sao đi về được, không có sao về được nữa, đêm xin ai. Cho nên không cho mà đi ra về. Ra khỏi bệnh viện rồi đó, tôi mới tự hối tiếc, ủa sao mình kỳ ta, sao mình không bỏ túi cái phước đi về mà mình bỏ túi 100 ngàn đi về. Đó là tự tôi suy nghĩ, phải chi lúc đó bỏ túi cái phước đi về, xe có hư cũng không sao đâu, mình làm phải gặp phải mà. Đây là tôi nhớ lại cái câu chuyện là giống như Bác Như Sanh nói là bỏ lỡ dịp lên thiên đường, cái này là bỏ lỡ dịp về cực lạc đó. Đó, cái chuyện làm lành mà thầy dạy mình không làm. Thưa quý vị, đây là cái bài học, cái kinh nghiệm cuộc đời của một con người. Khi mà mình biết đối xử việc lành việc phải mình cần nên làm, chúng ta nên nhớ, chúng ta nghèo chứ chưa có đói nghe, chúng ta nghèo chứ chưa có đói. Những người bên lề đường xó chợ đó, người đó nghèo mà đói đó, còn chúng ta nghèo mà chưa có đói, về nhà còn có cơm ăn mà. Cho nên hãy nhìn bằng việc lành đi, hãy nhìn bằng chân lý đối với mọi người, đừng nhìn cái sự phân biệt giàu nghèo tốt xấu nữa. Cho nên Đức Thầy mới dứt dạy mình đã cõi ta bà, ta thấy hỡi ôi, sầu bá tánh quá nên kêu cách, người tàn tật đuôi cùi đói rách, ít có ai để mắt nhìn vào, chuộng những người dù giống sắc màu, cậu với mở ông thầy cô bác, thị kẻ khó như rơm như rác, ta quá rầu đài các văn minh, mấy ai mà giữ dạ sắc linh theo tông tổ của mình thời trước. Đau quá, đau quá. Thầy rầy mình như vậy mình tự thấy đau. Như vậy thưa với quý vị, việc làm việc phải mình dễ làm, giống như là việc niệm Phật vậy, giống như việc cúng lại việc ăn chay vậy đó. Chúng ta nên nhớ rằng khi mình nhỏ lớn lên đó, mình đâu có biết cái gì, nhưng mà việc gì mình tập, việc xấu việc tốt là do mình tập rồi nó mới có. Thì bây giờ nếu mình đã bởi lớn lên tập nhiễm lợi danh rồi đó, thì bây giờ mình nhân cái cơ hội này được Đức Thầy ra đời là ta quyết lòng nhắc lại tánh xưa, mình hồi phục lại, hồi phục lại cái tánh thiện của mình theo lời dạy của thầy, để chúng ta tập sống tốt, thương người giúp người trong mọi hoàn cảnh. Đó là việc lành mà mình phải làm, để ngày mai ta hưởng thụ cảnh tiên bên Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ kể một câu chuyện của mình kết thúc. Thưa chú quý vị, bây giờ trong sách kết chép câu chuyện thế này, một hôm nọ đó thì Đức Phật mới đi khất thực, đi ngang một cái xóm nọ, và cái gia đình đó Đức Phật biết sao không biết đó, có hai vợ chồng mình đó nghèo lắm ha, nhưng mà khổ nổi là vì quá nghèo cho nên không có được có cái nhân duyên, không có dịp để đi đến tỉnh xá nghe Phật thuyết pháp, nhưng mà rất kính trọng Đức Phật và cũng kính trọng pháp lắm. Quý vị biết hôm nọ cái Đức Phật biết cái tâm niệm của vợ chồng mình đó, Đức Phật quá đi thẳng lời đó quá duyên, nhưng mà nghèo đâu có tiền của nhiều đâu, rồi cho Đức Phật những cái món ăn đơn sơ xài đó, một bữa quá độ ngọ trưa của Đức Thế Tôn nha. Nhưng mà khi Đức Phật thọ xong, nhờ thọ nhận xong cái món đồ rồi, Đức Phật dùng xong cái độ xong cái bữa đó rồi, thì Đức Phật trước khi bước chân ra về đó, Đức Phật mới nói lại với vợ chồng anh nhà nghèo đó đó, Phật nói thế này nè: cho ra một đó hưởng được 10, hưởng được 100, hưởng được 1000, hưởng được vạn. Phật nói câu nói vậy đó, bắt đầu Phật cất chân đi. Hai vợ chồng đó đang ngồi tính nhau, nhưng mà ông chồng đó ông còn bán tính bán nghi, do đó mà ông chạy theo gót sát cốt chân của Đức Phật. Ông mới hỏi: Đức Thế Tôn, ngài nói đó, cái câu nói làm tôi khó hiểu quá,
Cho có một làm gì được mười, được trăm, được ngàn, được vạn. Câu này tôi không tin được đâu. Đức Thế Tôn nói lại, nói sao cho tôi tin mới được. Nhân cái cơ hội đó, có cái cây gọi là câu la di đó, tôi quên tên, thì mình kể cho đi. Thì cái cây này là lúc bây giờ nó trổ quả rất là nhiều. Thì cái câu hỏi của anh chàng nọ, Đức Phật xen ngang, Đức Phật nói này, à, chàng cùng tử kia, ngươi có nhìn thấy cây câu la di không? À, cái anh chàng trả lời, bạch Thế Tôn con thấy. Bây giờ ngươi có thấy cái câu la di này khi mà nó mọc mầm lên, nó là một hạt giống hay là muôn ngàn hạt giống? Thì anh trả lời, bạch Thế Tôn, đây chỉ có một hạt giống nên nó lên một cây. Phật nói cũng thế, một hạt giống mà bây giờ trên nó là muôn ngàn trái, phải không? Thì anh hiểu được, tự nhiên anh trở về anh không nói tiếp nữa. Do đó Đức Phật nói như vậy thì bố thí một việc mà hưởng được trăm phước, ngàn phước, vạn phước, triệu phước. Vì giống như một hạt, một cây cam ấy, mình gieo cây cam là một hạt nhé. Nhưng mà đến khi cây cam có trái là hàng trăm, hai ba trăm trái, mình nói vậy đi ha. Thì cái việc phước một khi, việc lành việc phải mà mình làm, mình cũng hưởng thụ như vậy. Cho nên trong sách nói đó là nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng, độc thọ khai qua dạng thọ hương. Nghĩa là một người làm phước muôn ngàn người được hưởng mà, chứ đâu phải một mình hưởng không đâu. Quá lớn rồi, quá lời rồi. Một cây trổ qua muôn cây được thơm lây. Vậy thì qua câu chuyện trên, Đức Phật nói bằng cái cụ thể rõ ràng thì việc làm phước chúng ta, một là một việc phước, một việc lành là vô lượng cái phước đức. Nhưng ngược lại nếu chúng ta làm một việc ác thì cũng là vô lượng tội lỗi chứ chẳng chơi. Cũng giống như khi chúng ta gieo cái hạt ớt xuống ha, hãy gieo cái cây cam, gieo cái hạt cam thì cái trái cam nó ngọt, chúng ta ăn rất là ngon. Mà hãy chúng ta gieo cái hạt ớt xuống, cái hạt ớt mà xuống dưới đất rồi, cái cây ớt nó lên là một cây thôi, một hạt thì lên một cây, nhưng mà cái ớt nó lên cũng là mấy trăm trái, nhưng mà là cay lắm, cay lắm. Đó là cái khổ đau của con người của mình. Vậy thì làm một việc thiện mà chúng ta hưởng muôn ngàn điều tốt, làm một việc ác chúng ta cũng chịu muôn ngàn điều tội lỗi, đó là do mình. Nhắc lại, đây là cái bình phước đức, hãy đáng tạo phước đức. Ăn chay, cúng lại, niệm Phật, làm lành, chúng tôi nói bốn điều đó thôi, chưa có nói nhiều nữa. Đó. Vậy thì thưa với toàn thể quý vị, bây giờ chúng ta tạm dừng lại đây. Để coi nếu quý vị này có tính ai thêm nữa không, chứ tôi vậy được rồi ha. Vì tôi nói nhiều nữa tôi cũng nói dở lắm. Tôi có tật nói dở nên không có nói dài, nói dài hồi buồn ngủ hết trơn à. Vậy thì thưa với toàn thể quý vị, để trở lại trong sách, trong kinh hay là giáo lý, mỗi một vị Phật, vị thần, vị tiên, vị thánh, vị nào cũng mang lòng từ bi, dạy cho mình làm lành, dạy cho mình lánh dữ, dạy cho mình tu hiền theo Phật đạo, để sau này mình hưởng thụ cảnh giới là kìa trên tiên cảnh vị ngôi sẵn dành, để sau này mình hưởng thụ cảnh giới là cuộc y thực muốn chi đủ thứ chứ không gì lạ trơn. Nếu chúng ta muốn hết khổ đau, nếu chúng ta muốn hưởng thụ cảnh ăn vui thì điều kiện là phải ăn chay, phải cúng lại, phải niệm Phật và phải làm lành. Đó là buổi tối hôm nay bốn yếu tố căn bản chúng ta cần hiểu. Đó là nguyên nhân chính để hưởng thụ cảnh tiên, hưởng thụ cõi Phật bên kia. Không có gì là lạ, đạo Pháp dạy con người mình là như thế. Vậy thì mong rằng quý cô bác anh chị em mình buổi tối hôm nay chúng ta nghe được những câu chuyện, những lời dạy của Phật Thánh mà chúng tôi nhắc lại cùng với quý vị. Chúng ta cố gắng nỗ lực, chưa ăn chay ráng tập ăn chay, chưa quen cúng lại ráng tập cúng lại, chúng ta ráng tập niệm Phật, chưa quen làm lành chúng ta ráng tập làm lành. Tiền chúng ta có chúng ta xài hoài nhưng mà không có phước, ráng tập bố thí để hưởng phước. Đó là những cái chúng ta dành ở ngày mai bên cảnh giới tiên, cảnh giới Phật, trong gì lạ thì nữa mình sẽ về hưởng thụ cảnh đó. Đó, tức là cái cảnh là thoát nơi khổ hải liên đài được lên, cảnh là muốn lên tiên được cảnh tiên, nấc thang vinh hạnh thầy riêng cho mình. Rồi từ đây đến buổi thanh bình muôn người niệm Phật, quả mình biết bao. Chúc toàn thể quý vị đời sống an lạc, ráng ăn chay cúng lại niệm Phật làm lành để được về cảnh giới giải thoát an vui. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.